Chào bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn, kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Và trong ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách làm sao mà mình có thể kiếm được tiền với hình thức affiliate hay còn gọi là tiếp thị liên kết với website Unica. Và trong video này thì tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách để các bạn có thể lấy được cái đường link affiliate đấy với mức ưu đãi, mức giảm giá là 40% trên cái khóa học, được chưa? Và trong cái video này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn chi tiết từ A tới Z. Và nếu như các bạn đã từng theo dõi series cái khóa học trị giá 3.500.000 đồng trong lần trước tôi chia sẻ cho tất cả các bạn cho 300 chiến binh affiliate marketer, thì tôi đã chỉ cho bạn hết tất cả những cái bước căn bản chi tiết từ A đến Z. Nên nếu như bạn là người biết tới những video này sau thì có thể bạn hãy tìm trong danh sách phát ở trong chuỗi video của Sơn PS Channel, và bạn có thể tìm kiếm được ở trong đấy có rất là nhiều những video, có tất cả 51 bài học và bạn chỉ cần xem từng bài một, từ bài 1 tới bài số 51 là bạn có thể kiếm được tiền. Và cái hình thức affiliate này nó rất là hay, có nghĩa là bạn chỉ cần chia sẻ cái đường link khóa học cho một người bạn nào đó đang có nhu cầu, thì khi mà ví dụ là cái khóa học đó đang với số tiền là 1.000.000 đồng thì bạn chia sẻ cho họ với mức là 60% trên hóa đơn tiếp thị liên kết đấy thì bạn sẽ được 600.000 và Unica họ còn giữ lại 400.000. Ok, rất là tuyệt vời. Ở đây sản phẩm chúng ta không cần phải sản xuất ra sản phẩm của người khác, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền trên cái số sản phẩm mà người khác đã tạo ra cho chúng ta. Ok, thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao đó mà mình có thể lấy được đường link với mã giảm giá là 40% để các bạn có thể làm được. Ok nhá, thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào website, đó chính là unica.vn. Ok, sau đó thì bây giờ tôi sẽ bấm vào phần đăng nhập. Ở đây thì tôi đã có tài khoản của tôi rồi. Nếu như bạn chưa đăng ký tài khoản Unica để làm tiếp thị liên kết thì bạn có thể bấm vào website là sonps.com/unica. Ở đây thì tôi sẽ vào cho các bạn thấy thử xem nhé. Ở đây chính là trình duyệt ẩn danh sonps.com/unica. Ok, thì ở đây nó sẽ ra cái website để các bạn đăng ký nếu như các bạn muốn nhận phần quà trị giá 1.000.000 đồng từ Nguyễn Tùng Sơn, thì các bạn bấm vào tôi muốn nhận quà thì các bạn đăng ký tài khoản. Sau này thì các bạn khi mua khóa học thì các bạn sẽ được giảm trên đơn hàng. Tiếp theo, nếu như bạn muốn trở thành đại lý phân phối các khóa học Unica thì các bạn hãy bấm vào phần tôi muốn làm affiliate ở đây, rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần đăng ký ngay. Kế tiếp là các bạn sẽ cần đăng ký một cái tài khoản ở đây. Thì khi các bạn đăng ký tài khoản bao gồm họ tên, email, số điện thoại và nhập mật khẩu cộng với mật khẩu lần thứ hai thì các bạn đăng ký lại là xong rồi. Trong cái phần này thì tôi sẽ không có đi sâu vào phần đăng ký nữa, tại vì trong cái khóa học 300 chiến binh affiliate marketer có 51 bài học thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết rồi, nên các bạn cần vào trong đó và xem lại thì có rất là nhiều những cái bài học chi tiết ở trong đấy rồi. Ok, được chưa? Và ở trong cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn lấy cái đường link affiliate. Và thời gian vừa rồi thì tôi có ra một khóa học mới ở trên Unica, và cái khóa học này nó có tên là kiếm tiền với smartphone 500 đô mỗi tháng. Và trong cái lĩnh vực kiếm tiền trên smartphone thì tôi đã rất là thành công trong lĩnh vực này và đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi, và nó đã tạo cho tôi một cái nguồn thu nhập hoàn toàn thụ động. Và trong cái khóa học này thì tôi lại hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để làm sao có thể tạo ra được nguồn thu nhập hoàn toàn thụ động với chính điện thoại smartphone của mình. Đây thì tôi sẽ cho các bạn thử xem trên kênh YouTube của tôi, và tôi đã làm thành công ở trên này và đã kiếm được tiền như thế nào. Thì bây giờ thì chúng ta thử vào kênh YouTube của Sơn PS và thử xem. Ok, chúng ta sẽ vào phần trình quản lý video. Thì ở đây thì tôi sẽ có cái phần analytics để cho các bạn nhìn thấy được rằng là trên kênh YouTube này thì vào thời điểm hiện tại là 4:26
buổi sáng thì xem có bao nhiêu người đang xem những cái video mà tôi giới thiệu cho họ đây. Ok, rất là tuyệt vời, các bạn đã nhìn đây. Và bây giờ là 4 giờ 27 phút sáng, 4 giờ 27 phút sáng thì chúng ta đang có 82 lượt đang xem video của tôi, 82 lượt xem. Và vào bây giờ cao điểm nhất á, thì có 1.300 trong một tiếng đồng hồ. Ở đây là cao hơn là 1.700 lượt xem trong một tiếng đồng hồ, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đó, và trong cái lĩnh vực này thì tôi đã có được sự thành công rồi và đã kiếm được rất là nhiều ngàn đô từ hình thức kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, nên tôi có tạo ra một khóa học đó là kiếm tiền với smartphone 500 đô mỗi tháng. Thì trong cái chương trình này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách để làm sao các bạn có thể lấy cái đường link affiliate và bán cái khóa học này, được chưa? Ok, thì bây giờ các bạn hãy kéo nó xuống dưới. Thì đây, cái khóa học của tôi đó chính là kiếm tiền với smartphone 500 đô mỗi tháng. Và hiện tại khóa học này thì tôi đang có mức chiết khấu dành cho affiliate là 60%, tức là cái khóa học này giá 1 triệu, mà các bạn bán được khóa học này thì các bạn sẽ được 600 ngàn. Ok, được chưa? Rất tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn để kiếm tiền với khóa học này thì như nào đây? Các bạn hãy bấm vào phần lấy link, thì tôi sẽ đi vào chi tiết từng cái ở trong phần này. Nếu như các bạn bấm vào đây, copy ra cái đường link này, thì các bạn sẽ nhận được 60% giá trị khóa học chia sẻ này. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào trình ẩn danh thì nó sẽ ra như thế nào đây. Và khi mà các bạn đã lấy cái đường link này thì mỗi người sẽ có một cái mã affiliate khác nhau. Của tôi là 6835, được chưa? Và bạn sẽ có một cái mã khác của tôi. Thì sau đó thì họ sẽ có cái mức mua là 1 triệu đồng và đăng ký khóa học. Tuy nhiên, bạn có thể gửi cho họ một cái mức giá khác ưu đãi hơn, là 40%, có nghĩa là cái link này sẽ được giảm 40% giá trị khóa học rồi. Thì các bạn hãy bấm vào link coupon số 2 ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ thử dán cái đường link này nó hiện ra như thế nào đây. Ok, các bạn có thể nhìn thấy được rằng cái giá khóa học này nó sẽ ưu đãi là 40%, nó chỉ còn 599.000 thôi, thì nó sẽ khác với cái đường link ở đây. Và hai cái đều là đường link affiliate của chúng ta, được chưa? Đều là đường link affiliate của chúng ta thôi. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta muốn bán ở mức giá là 1 triệu đồng, sẽ có những người sẵn sàng mua mức giá này, thì chúng ta sẽ được 60% trên số tiền là 1 triệu là 600.000. Còn nếu như bạn giới thiệu cái đường link thứ hai thì nó sẽ được ngẫu nhiên được giảm 40%, sau đó là còn 600.000, và chúng ta sẽ được khoảng 360.000 trên số tiền này. Rất tuyệt vời đúng không các bạn? Ok, thì đây chính là cái cách để chúng ta lấy cái đường link. Thì khi các bạn đã lấy được cái đường link rồi thì các bạn chỉ cần gửi cái đường link này cho bất kỳ bạn bè hay ai, thì khi mà họ nhận được cái đường link affiliate này, có thể là họ chưa mua ngay, nhưng mà cái đường link này nó sẽ được lưu giữ cookie lại trong vòng 60 ngày, và sau này khi mà họ quay ngược lại họ mua hàng thì các bạn vẫn có tiền hoa hồng. Ok, được chưa? Và các bạn sẽ gửi cái đường link này, ví dụ là chúng ta sẽ gửi nó lên, dán nó trên Facebook chẳng hạn, thì nó sẽ ra như sau. Đây, thì nó sẽ ra được cái hình thu nhỏ như vậy và cái đoạn mô tả giới thiệu. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy được rằng là cái đường link nó dài quá, thì giờ chúng ta hãy vào một cái website, đó chính là goo.gl. Sau đó thì chúng ta sẽ rút gọn cái đường link này lại cho nó ngắn, nhìn cho nó thân thiện, được chưa? Cho nó thân thiện. Ok, thì chúng ta sẽ copy cái đường link này thì nó sẽ nhìn ngắn gọn hơn, và đây cũng chính là cái đường link của chúng ta, được chưa? Và trong cái video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao mà mình lấy được cái đường link affiliate với mức giảm giá là 40%. Khi các bạn giới thiệu cho một người mua khóa học này thành công thì các bạn sẽ được khoảng 360.000 đồng. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu mà giới thiệu cho 10 người thì chứng tỏ là bạn đã có mức lương trung bình của một người lao động bên ngoài 8 tiếng đồng hồ rồi.
tuyệt vời đúng không ạ? Thì cái việc của chúng ta là chúng ta ngồi kiếm tiền online tại nhà và chúng ta có thể có được mức thu nhập khá là tốt. Và trong những video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao mà mình có thể gia tăng được thu nhập và cái cách để làm sao chúng ta có thể marketing cái khóa học này. Ok, và hẹn gặp lại bạn trong video sau. Và các bạn đừng quên bấm like cũng như là comment cái câu hỏi của bạn ở phía bên dưới video của tôi để tôi có thể trả lời cái thắc mắc của bạn. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Yeah.